Yo, xin chào các bạn nha. Chúng ta tiếp tục đến với tập 3 trong series Build Finance đua top server các bạn ơi. Và đây là những phần quà mà mình nhận được. Trong đấy là chắc chắn sẽ có top 1 huyễn cảnh linh thú các bạn nhé. Hehe, các bạn nhìn thấy chưa? Ok là đấy chứ. Thì ngày hôm qua mình cũng đã làm cái video để hướng dẫn các bạn làm thế nào đạt được cái top 1 huyễn cảnh linh thú. Bạn nào chưa xem nhớ xem lại nhá. Phần quà của mình đó chính là một dương tướng đỏ. Ngon luôn. Perfect các bạn ơi. Đấy. Thì chắc chắn là với cái dương tướng này mình sẽ nhận kỳ lân rồi. Ở đây là một số những phần quà đô tốt mạo hiểm đấy các bạn ơi. Còn luôn. Wow, dị thú xâm lược thì hơi thấp. Bởi vì là mình build né thì lấy đâu ra một sát thương cao. Ok, quả đấu pháp này. Nhận luôn. Túc tiệp. Quả đấu pháp tuần nữa. Ôi xời, xịn sò con bò đấy. Ngon lành cánh đào luôn các bạn ơi. 30 kg đá đây thì bị phê luôn các bạn ạ. Wow, hôm nay là bước sang ngày thứ tư rồi. Do là ngày thứ ba mình chỉ nâng cấp được cây lên 11 thôi. Đây, mình sẽ lựa chọn nha. Kỳ lân, chắc chắn rồi. Dương tướng đỏ của mình thì chỉ có kỳ lân thôi. Hiện tại mình vẫn đang chơi một ứng long như một lúc nữa thôi. Khi mà mình nâng cấp được kỳ lân lên 3 bù xa là mình sẽ cho vào đội hình nha. Ok đấy. Úi dồi ôi. Bỏ hết mấy con này đi các bạn ơi. Bởi vì là hết sự kiện huyễn cảnh linh thú rồi. Cho mình đi luôn. Ok, lấy tài nguyên nếu thật là nâng cấp cho kỳ lân. Tiếp tục mấy con tím này mình cho đi nốt. Có chơi deck đâu các bạn ơi. Không biết bao giờ đâm ra sự kiện huyễn cảnh linh thú lần tiếp theo. Thôi, cho nó bay màu đi. Yo. Nốt. Cho em hổ này đi nha. Rồi đấy. Thế thôi các bạn. Bây giờ là ngon lành cánh đào rồi. Pet đỏ mình cũng khơ khớ rồi. Lựa chọn kỳ lân thôi. Lúc nãy mình đang nói dở ấy, là ngày thứ ba của mình thì chỉ vừa chơi mỗi sự kiện đó chính là huyễn cảnh linh thú ấy thôi. Cũng như là mình nâng cấp được cây tiêu thụ lên 11 và up nó lên 12 trong thời gian chờ đợi. Thế thôi, cho nên là mình cũng chả làm video về cái đấy. Nó quá là đơn giản đi, bạn nào cũng biết rồi. Như vậy là kỳ lân của mình đây. Mở khóa đi. Đây, mình lấy cái em này, nó có dòng cường hóa linh thú này các bạn này. Đấy, mặc dù là kháng hút máu dòng cam mình bỏ. Kháng choáng, ô cường hóa linh thú nó lại không cộng. Cày thế nhỉ. Đèn thế. Bực thực sự luôn các bạn ơi. Nhưng mà không sao, 3 sao rồi đúng không? 3 sao là hoàn toàn có thể cho vào đội hình được rồi. Bỏ em ứng long đi nha các bạn. Thực ra mình thấy hơi lấn cấn, tiếc em ứng long các bạn ơi. Thấy đam nó cũng xịn sòn bò đấy, nhưng mà cứ chơi thử kỳ lân một thời gian xem như thế nào đã. Có gì thì mình lại tính tiếp. Đấy. Nâng cấp lên nào. Để xem lên nó là bao nhiêu nha. 20. Ok. Phần trăm tăng lên khá khá. Tiếp tục đấy. 30. 40 được không? 30, 40. Ui, 35,7% rồi. Ngon rồi. Ô, hết rồi các bạn ơi. Lên được 37,2%. Thế là cũng ok rồi. Chơi thử mấy hôm em kỳ lân để xem như thế nào nha. Ôi ôi, reset lại ra bạch hổ kìa. Tí nữa thì mình sẽ đi PK thật là bùng nổ nha. Nhưng mà mình vẫn phải nhận quà ra để tháng các kiểu nhận đây. Quan trọng nhất tầm này cứ là đào thôi. Thế cho nên là ở trong phần chuột đấy, mình cứ mục hết vào đào các bạn ạ. Lúc đầu tiên thì mình còn đào bình, đào biết các kiểu nhưng mà không. Thời gian này thì mình thấy là chỉ có đào đào. Nó làm cái gì đấy ok là nhất các bạn nhá. Rồi, điểm xanh ngày 4 nào. Hôm nay thì có sự kiện rèn luyện tinh quái các bạn nhé. Ngày thứ 4, thứ 5 thì chúng ta sẽ có sự kiện là tinh quái. Thì nếu như các bạn mà muốn đua tốt với sự kiện này thì các bạn hãy tích vé đến ngày thứ 4. Khi nó ra sự kiện đến 12 giờ thì các bạn vào xá. Reset đấu trường đây. Bây giờ thì mình cũng sẽ phải đi đánh lại này. Có kỳ lân và trận cái nó khác bọt ngay các bạn ơi. Ủa, nhưng mà cái chỉ số né của mình bây giờ vẫn hơi thấp. Chưa phát huy được hết công dụng của pet cũng như là của tinh quái nha. À đấy, mình lại còn đang để mấy cái em tinh quái theo kiểu đi đánh dị thú xâm lược này các bạn này. Bảo kích các thứ. Cộng 20k để lực chiến giật mình, tưởng cộng là 200k. Nên nói chung là lên cây 11 cái là mình thấy là những cái trang bị nó là cũng ổn áp hơn một tí rồi đấy. Đây, mình sẽ vào cho các bạn xem cái sự kiện rèn luyện tinh quái như thế nào nha. Yo, của mình hiện tại đang là top 46 này. Top 1 thì có thể sở hữu được tinh quái đỏ cũng khá là ngon. Uầy, các bạn kia chưa gì đã 20k điểm rồi này. Chắc là bạn ấy tích vé hôm nay bắt đầu mới xả đây. Đây này, thì ở trong cái phần rèn luyện này các bạn cứ tìm những con
gọi là phẩm cam này là các bạn chơi. Nhưng còn là phẩm cam ấy thì các bạn cứ không nhất thiết là phải chọn 3 em như thế này đâu, mà các bạn hoàn toàn có thể chọn một em này là cũng được này. Bởi vì một em đã đến 459-581 điểm thôi, trong khi đó 3 em thì nó cũng chỉ được 900 điểm mà. Đây, tính ra nó lỗ chứ không hề lãi các bạn nhé. Đấy, nên là các bạn cứ căn căn. Đấy, bởi vì nó còn liên quan đến cả tiên ngọc reset mà. Mình thì mình không tiếc tiên ngọc, nhưng bạn nào nông dân cày chay thì cũng phải tiết kiệm tiên ngọc. Đấy, đây là các bạn cân nhắc. Ok, tiếp tục là x1 thôi. Thì chắc chắn là mình sẽ có được nhiều điểm hơn là mình vứt 3 con vào. À, đi khiêu chiến đấu pháp thêm một tí nữa xem nào. Hiện tại mình đang là top 8 nha các bạn. Múc thử xem là được trong top 2, top 3 hay không đây. Ok đấy. Úi giời ơi, mấy em này thì dễ quá. One hit one kill. À, có bạn ở trong bang của mình luôn. Úi giời ơi. Úi giời ơi, bạn đấy là bạn nữ ấy. Jenny ấy, bạn nữ luôn nhỉ. Nhưng mà chơi cực kỳ gắt luôn. Nạp cứ gọi là khủng khiếp. À, tại đang đứng top 1 server mình về điểm được chiến, đánh cực kỳ gắt. Thế mày ảo chứ đấy. Đấy, múc thêm nữa đây. Pew. Rồi, ok luôn. Perfect. Lại hết vé, ui, top 1 luôn này. Cơ bản là bây giờ là mới reset sự kiện nên các bạn ấy chưa đánh thôi. Chứ còn tí nữa mấy các bạn được chiến cao ở trong bang của mình vào múc thì thôi rồi, lựa mời luôn. Khỏe lắm các bạn ơi. Múc luôn, có 10 vé, cho bộ tinh quái này. Đổi. Cái này thì đổi lấy cái nâng cấp linh thú cái đã. Cần 4 lần đổi nữa thôi. À, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Khi mình chơi liên kết với bạo kích, mình đang đi dị thú xâm lược phơi. Thì chuyển sang chơi phe né. Ở cái phần dị thú xâm lược này, đúng rồi, các bạn phải chấp nhận là ở một cái top gì đấy nó cực kỳ xa vời các bạn nhá. Dù các bạn đứng ở top PK như thế nào đấy thì trong cái phần dị thú xâm lược này chắc chắn là cũng không gây ra được nhiều sát thương đâu. Mặc dù là mình cũng đã để mấy em liên quan đến bạo kích các thứ rồi đấy, nhưng mà nó vẫn cứ là cái gì đấy không ăn thua các bạn ạ. Rồi, mình đi đánh thử cho các bạn xem này. Khiêu chiến một phát nha. Để xem mình xếp tinh quái như thế này thì có thêm sát thương, bạo kích các thứ, nhưng mà nó gây ra được bao nhiêu nha. Ok, ok. Do là ở thời điểm hiện tại, khi mà cây của mình chưa lên được level 12 thì những cái trang bị của nó vẫn cùi. 151 vạn nha các bạn, ghi nhớ nha. Thế thành ra là em Kỳ Lân cũng chưa phát huy được hết tác dụng các bạn ạ. Chỉ số né còn thấp mà. Top 42, ôi vãi nồi. À, các bạn kia khả năng là đánh full 5 lần rồi, nhưng mà mình mới chỉ đánh một lần. Rồi, đánh thêm phát nữa đi. Múc thêm phát nữa xem có tăng là thêm tí sát thương nó hay không nhỉ. Úi dồi, này nếu như mình còn vứt mấy em pet thủ theo kiểu phải né vào nữa thì thôi. Chứ sát thương nó còn đi xuống nữa rồi các bạn ạ, ảo thật đấy. Nói chung là chơi phái nào thì cũng có điểm mạnh, điểm yếu riêng. Có những cái hay riêng nha các bạn. Thế cho nên là các bạn thích phái nào thì cứ chơi phái đấy thôi. Ok, thì chúc các bạn chơi game vui vẻ. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi series Dota này cùng với mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập 4. Bye bye.